Truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta đó chính là đánh người chạy đi, không may đánh kẻ chạy lại. Và chúng ta luôn được dạy rằng hãy tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Nhưng mà với trường hợp của hãng thời trang H&M thì cư dân mạng Đông Lào tuyên bố nước đi này quá sai và chúng tôi không cho đi lại. Nếu như các bạn có theo dõi các trang mạng xã hội vào tối ngày hôm qua thì cũng đã biết đến vụ việc là hãng thời trang H&M đã đăng tải bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò trên website của mình. Nước đi lần này của H&M có thể nói là động thái mà hãng đang cố gắng xoa dịu Trung Quốc sau làn sóng tẩy chay của người dân nước này đối với hàng loạt các thương hiệu quốc tế, trong đó có cả H&M. Vụ việc bắt nguồn từ chính sách của chính phủ Trung Quốc tại khu tự trị Tân Cương, chính sách mà Mỹ và nhiều nước châu Âu đã phản đối vì cho là bóc lột lao động, kỳ thị và vi phạm nhân quyền của người dân nơi đây. Bắt đầu là H&M, sau đó là hàng loạt các thương hiệu đình đám Uniqlo, Nike, Adidas, Fila, Gap, New Balance, Burberry, Zara, IKEA cũng tuyên bố ngừng hợp tác với các nhà máy ở Tân Cương. Và Tân Cương cũng chính là nguồn sản xuất và cung cấp bông cực lớn cho toàn thế giới. Tuy nhiên, theo như CCTV, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc thì những cáo buộc của Mỹ và các nước châu Âu là không có căn cứ và kêu gọi người dân tẩy chay các thương hiệu này. Các sản phẩm của H&M nhanh chóng biến mất khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Alibaba hay là JD.com. Vị trí của hơn 500 cửa hàng bán lẻ tại H&M Trung Quốc bị xóa khỏi dịch vụ bản đồ của Alibaba và Baidu, cũng chính là công cụ tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc. Chưa hết, các chủ mặt bằng tại ít nhất 6 thành phố cấp thấp đã buộc H&M phải đóng cửa cửa hàng. H&M ngay sau đó đã đưa ra động thái xoa dịu người dân Trung Quốc rằng họ tôn trọng khách hàng Trung Quốc và sẽ tiếp tục mua bông của trung gian cũng như đầu tư vào thị trường này bởi vì đây là một trong 4 thị trường lớn nhất của hãng. Quay trở lại câu chuyện H&M lật mặt đăng tải đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vụ việc xảy ra sau khi cư dân mạng Trung Quốc phát hiện ra website của H&M là hm.com đăng tải bản đồ nước này không có đường lưỡi bò. Ngay lập tức từ khóa liên quan đến vấn đề này nhanh chóng nhảy lên top 2 của bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo. Chỉ ít giờ sau thì phía H&M đã cho biết họ chấp nhận đề nghị của Văn phòng Thông tin Internet thành phố và Cục Quy hoạch và Tự nhiên thành phố Thượng Hải về yêu cầu chỉnh sửa lại bản đồ có vấn đề. Vụ việc có thể làm xoa dịu người dân Trung Quốc, nhưng mà ngay lập tức đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội. Trên mạng xã hội, người dùng cho rằng H&M đã sửa đổi bản đồ Trung Quốc từ không có đường lưỡi bò sang có hiển thị đường lưỡi bò phi pháp. Bởi vì đường lưỡi bò hay đường chữ U hoặc là đứt đoạn, các tên gọi khác của đường này bị tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục số 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 bác bỏ trong phán quyết năm 2016. Phán quyết này của tòa trọng tài bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích Biển Đông được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven biển như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei và Philippines. Theo phán quyết, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định phù hợp với quy định Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Có thể thấy hành động lần này của H&M thực sự đã ủng hộ cho một hành vi trái pháp luật, một sự thiếu tôn trọng đối với người dân Việt Nam và các quốc gia đã chịu sự tổn thương do Trung Quốc gây nên trên Biển Đông. Không chỉ vậy, hành động lần này của hãng thời trang đến từ Thụy Điển cũng cực kỳ lươn lẹo và khó tả, trong khi chính Trung Quốc và Thụy Điển cũng cơm không lành và canh không ngọt, nếu không nói là căng thẳng. Thụy Điển đã bất hòa với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh giam giữ và kết tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia đối với một người Hồng Kông có quốc tịch Thụy Điển. Nhiều thành phố Thụy Điển đã cắt đứt liên hệ với Trung Quốc, trong khi giới lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi xem xét lại quan hệ giữa hai nước. Người dân Thụy Điển từng ra đường biểu tình đòi đóng cửa các viện khổng tử của Trung Quốc tại nước họ. Thụy Điển cũng từng thẳng thừng gọi Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc đưa ra những cái tuyên truyền về đường lưỡi bò bất hợp pháp này. Trung Quốc đã từng tung tiền đầu tư vào các hãng phim ở Hollywood rồi lồng ghép nội dung sai trái vào phim ảnh, điển hình như bộ phim Everest, Người tuyết bé nhỏ, có lồng ghép bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, là một sản phẩm do công ty Pearl của Trung Quốc hợp tác sản xuất cùng DreamWorks. Sau khi cộng đồng mạng Việt Nam phát hiện hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp, đã có động thái lên án mạnh mẽ, buộc CGV phải thu hồi và ngưng chiếu phim trên tất cả các hệ thống rạp. Vào tháng 8 năm 2020, tờ The Guardian đưa thông tin bản đồ đường lưỡi bò hiện diện trong sách ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc, được sử dụng trong giảng dạy tại ít nhất 11 trường trung học phổ thông tại bang Victoria của Úc. Sau khi phát hiện, nhà xuất bản đã phải thu hồi số sách trên và đưa ra lời xin lỗi. Nhân đây thì chúng ta cũng hãy tuyên dương một số thương hiệu đã có động thái cứng rắn trong vụ việc đường lưỡi bò này, chứ không có lươn lẹo như thương hiệu kia. Ví dụ như McCormick, trong tấm hình bản đồ Trung Quốc đăng tải để quảng bá cho dòng son của mình, không có đường lưỡi bò. Ngay sau đó thì hãng này đã nhận được làn sóng tẩy chay của Trung Quốc mà cũng chả thèm quan tâm, vẫn giữ nguyên hình ảnh ban đầu. Và kết quả là sao? Làn sóng tẩy chay nửa vời này nhanh chóng kết thúc. Hoặc như làn sóng tẩy chay sau vụ việc bông ở Tân Cương, trái ngược với H&M, Nike và Adidas không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào. Thay vào đó, Nike đã tung ra một đợt giảm giá cực sốc, những đôi giày thể thao nữ chỉ tầm 699 nhân dân tệ, tức là khoảng 2.500.000 đồng ở trên Tmall, thu hút 350.000 người đăng ký. Những sản phẩm này đã cháy hàng ngay lập tức, cho nên nếu như sản phẩm của bạn chất lượng và có nền móng vững chắc thì bạn chả cần sợ thằng nào cả, hãy là một thương hiệu có chính kiến nhé.
Ngay sau khi biết được thông tin về đường lưỡi bò được đăng tải bởi H&M, người dùng Internet Việt Nam đã vô cùng giận dữ. Hàng nghìn bình luận bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh ở trên website của hãng yêu cầu đính chính thông tin, tẩy chay H&M, bản đồ H&M đăng tải là phi nghĩa, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, yêu cầu H&M giải trình đều là những bình luận được để lại. Và hiện tại là những từ khóa và hashtag như là H&M Get Out of Vietnam, tẩy chay H&M, Apologize to Vietnam, Hoàng Sa, Trường Sa belong to Vietnam đang được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình và đẩy mạnh. Nước điên này của H&M là nước điên ngu vì nhân tệ mà không biết đúng sai. Chó, thương hiệu xứng đáng là chú hề của năm. Thề chứ mua cái áo thun 65.000 ngoài mấy cái shop đồng giá hay là chợ đêm, mặc mấy năm chắc vải vẫn bền tốt vơ lơ. Bữa được mặc cái áo với cái váy của H&M mà mặc không khác gì là quấn lá trong hai vơ lơ. Giặt vài hôm nó nhanh nhúng, vải nó mỏng nên cứ tơi tơi ra sao ấy, không có được bền. Đồ H&M là đồ fast fashion, chất lượng không tốt như giá tiền đâu. Nó là kiểu dạng một mùa rồi bỏ đi ấy mà. Local brand Việt Nam làm còn tốt hơn. Chả qua là mọi người bị ảnh hưởng bởi cái mác thương hiệu của bọn chúng thôi. Với lại bọn này marketing cũng tốt nên không trách được, vì đó cũng là tâm lý chung. Phải trải nghiệm thì mới biết được. Đã lộn xộn vụ bông vải Tân Cương là hết ủng hộ rồi, giờ lại bye bye luôn. Uniqlo, Zara, Pull&Bear hay là Topshop còn thiếu gì hãng ngon hơn. Đồ local bên Việt Nam mình còn xịn hơn nhiều. Tuy vậy cũng có khá nhiều người cho rằng động thái lần này của H&M là khá dễ hiểu. Thật ra công bằng mà nói thì với thị trường tỷ dân, bọn nó sợ bị tẩy chay bên đó hơn là bên này. Nếu tao là CEO của thằng H&M bên Trung Quốc và không phải người Việt Nam thì tao cũng buộc lòng phải làm theo ý bọn Trung Quốc thôi. Họ làm kinh doanh, nghĩ về kinh tế chứ đâu quan tâm đến chính trị làm gì. Bên cạnh đó thì cộng đồng mạng cũng đã có những hành động tẩy chay mạnh mẽ, như là vào report page chính thức của hãng. Nếu vào Instagram của H&M Global, mới đây là những dòng chữ Trung Quốc chi chít tẩy chay, thì giờ lại đang gánh phải làn sóng mạnh mẽ hơn từ người Việt Nam. Và dù rằng H&M có coi trọng một trong bốn thị trường lớn nhất của mình, thì với tư cách là một người Việt Nam thì chúng ta có quyền tẩy chay khi mà chủ quyền của đất nước không được tôn trọng, đúng không nào? Bên lề sự kiện của những hoạt động tẩy chay H&M thì mới đây mình đã phát hiện nhóm anti trà xanh Hải Tú bây giờ đã đổi tên thành tẩy chay H&M Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Ngoài ra thì nhiều người cũng tò mò là những nghệ sĩ, những celeb và ngôi sao của Việt Nam đã từng hợp tác với H&M sẽ đưa ra những thông báo như thế nào. Chuyện này thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Nếu đã lỡ tẩy chay thì tẩy chay cho triệt để, đừng tẩy chay nửa vời, như vậy vừa không có chính kiến lại không có cá tính. Đấy là một câu nói rất hay mình lượm lặt trên mạng. Còn các bạn nghĩ sao về vụ việc này, hãy để lại bình luận cho H&M ở phần comment phía dưới. Và nếu thấy hay đừng quên like cho video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.